Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ hậu ly hôn luôn thu hút sự đông đảo chú ý của người hâm mộ. Trên mạng xã hội, Nhật Kim Anh liên tục đăng đàn tố cáo chuyện chồng cũ và gia đình dùng nhiều cách để ngăn cản không cho cô và con trai gặp nhau. Thậm chí, cô chia sẻ dù đã năn nỉ cầu xin bửu lộc cho đón con đi chơi vào cuối tuần nhưng đều không nhận được bất cứ lời hồi âm nào. Về phía bửu lộc, anh vẫn giữ tâm lý bình thản, không hề đề cập đến ồn ào hậu ly hôn vợ cũ. Cuộc chiến giành quyền nuôi con của Nhật Kim Anh một lần nữa lại khiến showbiz dậy sóng. Cho tới mới đây nhất, Nhật Kim Anh tiếp tục bức xúc tố chồng cũ dùng chiêu trò để hoãn tòa. Cũng nhân đây, cô cho biết bửu lộc đã có hạnh phúc mới và mong anh có thể cho mẹ con cô được gặp gỡ nhau. Nguyên văn chia sẻ trên Facebook của nữ ca sĩ như sau. Con trai của mẹ, hôm nay bà con lại tiếp tục dùng chiêu trò để hoãn tòa. Mẹ thực sự mệt mỏi, nhưng không sao, vì con mẹ sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng. Hôm nay mẹ biết là ngày trong tuần con phải đi học, sợ không gặp được con, mẹ gọi điện thoại, nhưng bà con chặn cuộc gọi. Mẹ chỉ có thể nhắn tin thôi, nhưng tin nhắn cũng không được hồi đáp. Mẹ thực sự không biết cách nào để tìm con trai của mẹ. Chỉ có một cách là mẹ cứ canh giờ con tan học, hoặc ngày cuối tuần vượt cả trăm cây số từ Sài Gòn xuống Cần Thơ, tìm cơ hội hên xui gặp con. Có hôm hên thì gặp được con, có hôm xui như hôm qua, mẹ nhắn trước cho ba con 3 ngày hẹn giờ giấc để gặp con. Vậy mà khi xuống đến nơi, ba con vẫn có cớ con đi học thêm, bắt mẹ đợi 2 tiếng sau mới cho gặp con, ngồi chơi với con tại phòng khách. Tại sao vậy? Chỉ một tin nhắn trả lời là cho gặp hay không và cho gặp lúc mấy giờ mà khó đến vậy sao? Lịch học thêm của con mẹ chẳng hay biết gì, ba con không hề thông báo cho mẹ. Con có bệnh tật ốm đau gì mẹ hoàn toàn không được biết. Tại sao lại khó khăn với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tại sao anh và gia đình anh cứ hành hạ tôi đến hết lần này đến lần khác? Tôi đã cố gắng để chúng ta chia tay trong hòa bình, chia tay trong văn minh. Tại sao anh và gia đình anh cứ ép tôi hoài như vậy? Anh Lộc ơi, sao bên ngoài anh đạo đức nhân văn thế? Sao bên trong anh lại có cách cư xử tệ đến vậy? Tôi có quyền bình đẳng như bao người mẹ khác, được gặp con và được đưa con đi đây đó, miễn không ảnh hưởng đến con là được mà. Trong bản án ly hôn ghi rõ, tôi có đầy đủ quyền của một người mẹ. Sao anh nhẫn tâm tước hết quyền và khao khát được sống bên con của tôi vậy anh? Ngày xưa, anh dựa vào việc tôi không ổn định, dựa vào việc tôi là nghệ sĩ, dựa vào mối quan hệ cộm cán của ba anh, mẹ anh, dùng tình cảm khóc lóc với tôi. Cuối cùng, với mục đích là để cướp con tôi cũng vì con, không muốn ảnh hưởng đến con, không muốn ba mẹ xấu trong mắt con, nên cắn răng chịu đựng, nhường quyền nuôi con cho anh. Chỉ mong sao anh đạo đức nhân văn cho tôi và con tôi thoải mái gặp nhau. Vậy mà giờ đây, mỗi lần muốn gặp con, tôi còn thiếu điều muốn quỳ lại van xin anh và ba mẹ anh như vậy đó sao? Anh bố thí cho tôi chỉ được gặp con trong phòng khách, không được bước ra khỏi cửa nhà anh. Thèm chở con đi mua sắm hoặc muốn ăn cùng con món gì đó. Nó còn khó hơn lên trời vậy sao? Anh cũng có hạnh phúc riêng rồi mà anh. Anh tha cho tôi có được không anh Lộc? Tại sao có phải ích kỷ muốn cướp con tôi như vậy? Hiện chúng tôi đang liên lạc với chồng cũ của nữ diễn viên để xác nhận sự việc. Tuy nhiên trong cuộc trò chuyện trước đó, bửu lộc khẳng định rằng độc giả bây giờ thông minh, họ tự suy xét, phân tích để đủ hiểu vấn đề. Còn con của mình và gia đình mình thì rất cần sự bình yên. Giờ mình chỉ muốn tập trung chăm sóc cho con, lo công việc gia đình thôi, chứ hết biết nói gì rồi. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.